Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 6 của kênh VTC 14. Mở đầu bản tin là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình giao thông cuối ngày tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và với những thông tin này thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp và tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, trong buổi chiều ngày hôm nay, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố tương đối tốt, ít xảy ra các sự cố về giao thông. Việc đi lại của các phương tiện cũng thuận tiện hơn. Trên đường Điện Biên Phủ có một hố ga mất nắp và các phương tiện đang chờ tàu nên lượng xe di chuyển qua đây đang xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Đoạn đường từ cầu Kim Ngưu đến Trần Khát Trân có công trình làm cống ngầm nên quý vị và các bạn cũng nên chủ động khi đi qua cung đường này. Tại tuyến đường Nguyễn Thái Học Kim Mã xe đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đoạn qua phố Huế Bạch Mai mật độ phương tiện đang tăng nhanh nên quý vị và các bạn có thể di chuyển theo hướng khác. Tại ngã tư Ngô Gia Tự, Nguyễn Cao Luyện, đường Trương Định thuộc quận Hoàng Mai, xe đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Tại tuyến đường Trường Chinh có một ô tô 7 chỗ đỗ sai quy định nên việc di chuyển của các phương tiện qua đoạn đường này hướng đi ngã tư Sở rất khó khăn. Tuy nhiên, trên các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố, mật độ tham gia giao thông đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, như là tuyến Minh Khai, Đại La, Nguyễn Khoái, đi qua dốc Đoàn Kết, phố Vạn Phúc, Vạn Bảo. Tại khu vực ngã 6 ô Chợ Dừa và các tuyến đường xung quanh thì lượng phương tiện tăng nhanh, phương tiện phải di chuyển khá khó khăn. Khu vực đảo tròn Cầu Giấy, xe đông di chuyển khá chậm. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì đáng chú ý trên các tuyến phố khu vực trung tâm. Thành phố mật độ tham gia giao thông đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, như là tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu. Còn đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, quận 12, bến phà Cát Lái, bên bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, giao lộ Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Xí, giao cắt với quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, các phương tiện đông di chuyển chậm. Tại ngã tư Bình Triệu, quận Thủ Đức, các phương tiện vẫn đang di chuyển một cách khá bình thường. Tại giao lộ Nguyễn Thái Bình, Trương Công Định, tại ngã 7 Lý Thái Tổ, quận 10, xe đông di chuyển khá chậm. Sau đây là tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hôm nay, 20 tháng 6 mà chúng tôi vừa nhận được từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an. Theo số liệu thống kê cập nhật vào lúc 14 giờ 45 phút ngày hôm nay, 20 tháng 6, cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 21 người, bị thương 26 người, không xảy ra vụ tai nạn đường sắt nào. So với ngày hôm trước, số vụ số người bị thương giảm, song so với người chết vì tai nạn giao thông lại gia tăng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp trong tuần số người chết gia tăng trong khi số vụ tai nạn giao thông giảm. Điều này chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn có xu hướng gia tăng. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào lúc 6 giờ 50 phút sáng nay, ngày 20 tháng 6, một xe đầu kéo bỗng nhiên bốc cháy trong hầm đường bộ Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, khiến hầm phải đóng cửa 20 phút. Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43S7253 chạy theo hướng Bắc Nam. Khi còn cách cửa hầm phía Nam hơn 1 km thì bất ngờ bốc cháy. Nhận tin báo, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Hamadeco đã nhanh chóng điều xe chữa cháy, bình xịt đến hiện trường dập lửa. Trong vòng 7 phút, đám cháy đã bị dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Hamadeco đã cho tạm ngưng lưu thông qua hầm trong vòng 20 phút. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được điều tra. Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng sử dụng gầm cầu vượt vành đai 3 làm nơi trông giữ xe và kho chứa hàng đang tái diễn. Những vi phạm này đã diễn ra nhiều ngày liền nhưng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý. Theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, trước ngày 31 tháng 5, Hà Nội phải giải tỏa mặt bằng gầm cầu đường vành đai 3 trên cao từ nút giao Pháp Vân đến Bắc Hồ Linh Đàm và khu vực cầu Dậu. Nhưng đến nay, tình trạng trông giữ xe tại hai điểm nút giao thông Pháp Vân và đoạn qua cầu Dậu vẫn chưa được giải tỏa. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tránh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sau khi Bộ Giao thông Vận tải có yêu cầu dẹp toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu vành đai 3 và các gầm cầu khác, Hà Nội đã có đề xuất để lại một số khoang cầu không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông làm bãi đỗ xe, do Hà Nội đang rất thiếu nơi đỗ xe. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là phải dẹp hết các bãi đỗ xe dưới gầm cầu, trả lại đúng hiện trạng gầm cầu ban đầu để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hậu. Riêng Tổng cục Đường bộ và Tổng cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ cầu Cần Thơ.
vùng nước cảng biển và luồng hàng hải lân cận khu vực cầu Cần Thơ, đồng thời chủ động phối hợp với công an, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn cầu, ngăn chặn ngay việc khai thác cát trái phép. Động thái này của Bộ Giao thông Vận tải được đưa ra sau khi báo chí phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hậu và khu vực gần cầu Cần Thơ diễn ra rầm rộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Từ hôm qua 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố đã bắt đầu ra quân xử phạt xe quá tải ra vào cảng Cát Lái. Theo ghi nhận, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, lượng xe ra vào cảng Cát Lái rất thưa thớt. Tuy nhiên, đến 20 giờ tối cùng ngày, tức là sau khi đoàn kiểm tra kết thúc quá trình xử phạt trong ngày, hàng trăm phương tiện đã bắt đầu ùn ra vào cảng, khiến giao thông quanh khu vực này bị ùn tắc kéo dài. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc xung quanh khu vực cảng Cát Lái vẫn còn tiếp diễn. Nếu các cơ quan chức năng không có hướng xử lý, thì việc kiểm tra tải trọng phương tiện ra vào cảng Cát Lái không những không hiệu quả, mà còn khiến tình hình giao thông ở đây càng thêm phức tạp. Thưa quý vị, các mức phí đường bộ mà phương tiện phải đóng có thể sẽ tiếp tục tăng lên dù việc đóng phí bảo trì đã được triển khai. Trong đó, riêng mức thu qua trạm thu phí của ô tô sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần so với hiện nay. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính soạn thảo. Theo dự thảo trên, lộ trình đóng phí sử dụng đường bộ năm 2013 sẽ áp dụng mức thu tối đa không quá 2 lần so với mức tối thiểu 10.000 đồng một lượt hiện nay. Năm 2014, mức thu tăng lên 2,5 lần mức khung, riêng nhóm xe container không quá 2 lần. Năm 2015, tăng lên 3 lần, nhóm container không quá 180.000 đồng một vé lượt, và từ năm 2016 trở đi, áp dụng mức thu kịch trần. Cụ thể, xe chở người dưới 10 chỗ mức thu từ 10.000 đồng một lượt hiện nay sẽ lần lượt tăng lên 20.000, 25.000, 30.000 và 35.000 đồng một lượt đến năm 2016. Tuy nhiên, trừ phí nặng nhất vẫn là nhóm xe tải, xe chở hàng bằng container và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27 tấn trở lên với mức phí tăng kịch khung là 200.000 đồng một lượt vào năm 2016. Việc tăng phí qua trạm được quy định trong dự thảo lần này càng khiến nhiều người dân và chủ doanh nghiệp thêm lo ngại, đặc biệt là khi họ đang phải đóng phí bảo trì đường bộ hàng năm. Hiện dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến người dân và các ban ngành liên quan trước khi ban hành. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ tiến hành xử lý các lái xe vi phạm về tốc độ. Đồng thời, thông qua đó, xử lý các hành vi vi phạm khác như là chở quá tải trọng, chở quá số người quy định. Đối tượng tập trung xử lý trong đợt cao điểm này là các xe khách, xe tải nặng, xe con, xe mô tô và xe gắn máy vi phạm tốc độ. Để phục vụ công tác xử phạt, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến quốc lộ và một số tuyến giao thông trọng điểm. Đồng thời sẽ được trang bị thêm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mới. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát, điều chỉnh biển báo hiệu tốc độ hợp lý trên đường bộ, cắm biển hạn chế tốc độ trên các tuyến đường quốc lộ, nơi đông dân cư, bổ sung gờ giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính, khắc phục kịp thời các điểm đen trên tuyến đường bộ. Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, việc xử lý vi phạm tốc độ cũng sẽ được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Đặc biệt, các cán bộ công chức vi phạm trật tự an toàn giao thông can thiệp vào việc xử lý vi phạm sẽ bị xử nghiêm. Liên quan đến thông tin cân của Cảnh sát Giao thông lúc nặng, lúc nhẹ gây nhiều lo lắng cho nhà xe nếu bị xử lý xe quá tải như là VTC14 đã phản ánh. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết tất cả các cân đều được dán tem kiểm định đúng quy định. Thiếu tá Trần Hồng Minh, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM cho biết loại cân tải trọng di động mà lực lượng cảnh sát giao thông đang sử dụng là loại cân điện tử có khả năng tự động truyền dữ liệu và cho ra kết quả chính xác. Xác số kỹ thuật của loại cân này là từ 0% đến 5%. Tuy nhiên, khi tiến hành cân thì tốc độ di chuyển của bánh xe lúc qua bàn cân và vị trí của các bánh xe trên bàn cân có thể làm ảnh hưởng đến độ chính xác của loại cân này so với các loại cân cố định tại các kho cảng. Trả lời cho câu hỏi các loại cân này được kiểm định như thế nào, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM khẳng định hiện toàn bộ cân tải trọng đang sử dụng đều được kiểm định chất lượng định kỳ hàng năm bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ và được dán tem kiểm định theo quy định. Được biết, các loại cân này được nhập khẩu từ Canada và Anh. Trước đó, nhiều chủ xe cho biết kết quả cân của Cảnh sát Giao thông TP.HCM đều thấp hơn kết quả của cân trong cảng Cát Lái 6-7kg, khiến nhiều chủ xe hết sức lo ngại, đặc biệt khi việc xử phạt xe quá tải đã chính thức được tiến hành.
qua kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hạn Duyên Lành là công ty chuyên sản xuất kinh doanh các loại mũ bảo hiểm tại số 1114 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cục quản lý thị trường phối hợp với Chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một lượng lớn mũ bảo hiểm kém chất lượng. Đáng lưu ý, đây là đơn vị có tham gia chương trình đổi mũ bảo hiểm có trợ giá tại thành phố Hồ Chí Minh trước đó vài ngày. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều loại mũ bảo hiểm giả tại công ty Duyên Lành. Trên các mũ bảo hiểm này đều có dán tem, nhãn mác hợp quy nhưng mũ bảo hiểm là giả. Trên tem CR và thông tin nguồn gốc sản phẩm ghi là công ty Đông Dương nhưng phần kính chắn gió của mũ bảo hiểm lại có ghi nhãn mác bằng tiếng Thái Lan. Qua tìm hiểu, công ty Đông Dương không tồn tại. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện gần 2kg tem CR ghi tên công ty này. Lý giải cho vấn đề này, đại diện công ty Duyên Lành cho biết số tem này được đặt mua của một người không quen và chỉ để lại trong tủ chứ không sử dụng. Ngoài ra, tại khu vực máy ép nhựa của công ty Duyên Lành, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số bao hạt nhựa dùng để sản xuất mũ bảo hiểm. Nhưng theo cán bộ quản lý thị trường, loại hạt nhựa đen phế liệu này chỉ dùng sản xuất vật dụng bằng nhựa đơn giản, không phù hợp cho việc sản xuất mũ bảo hiểm vì nó không thể chịu lực có va đập mạnh. Hiện công ty Duyên Lành đã bị lập biên bản và đình chỉ sản xuất. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi Đại học Cao đẳng năm 2013. Theo dự báo, tại thủ đô Hà Nội trong kỳ thi đại học và cao đẳng lần này, lượng khách đến các bến tàu, bến xe sẽ tăng từ khoảng 130% so với ngày thường. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14, cho đến thời điểm này, các bến xe, nhà ga đã lên kế hoạch tăng ghế, tăng chuyến để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Bến xe Giáp Bát sáng ngày 18 tháng 6. Mặc dù còn hơn 10 ngày nữa mới bước vào kỳ thi, nhưng tại bến xe này đã có khá nhiều sĩ tử và người nhà cũng đã cùng nhau lên Hà Nội để chuẩn bị. Một trong những lý do lên Hà Nội sớm là vì lo ngại sát kỳ thi, việc đi lại sẽ rất khó khăn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các sĩ tử. Mình lên sớm vì mình có người quen trên này nên là mình muốn lên sớm để chuẩn bị một vài thứ. Hơn nữa là ổn định tinh thần và mới lại gần đây thì mọi người chuẩn bị lên ôn thi thi đại học rất là nhiều, đông, xe cộ cũng đông nên là mình lên sớm để cho nó chủ động hơn. Theo dự báo, lượng thí sinh đăng ký dự thi đại học tại Hà Nội năm nay chủ yếu đến từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình và sẽ tập trung tại các bến xe khách. Và để phục vụ sĩ tử và người nhà đi thi, công ty bến xe Hà Nội đã lên phương án sẽ tăng cường 570 lượt xe khách tại 3 bến xe, Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình. Lượng xe này được đánh giá là đủ để đảm bảo phục vụ nhu cầu. Tuy nhiên thì tại các bến xe vẫn có nguy cơ xảy ra quá tải cục bộ. Vì là cùng một lúc lượng khách, lượng thí sinh và người nhà cùng một lúc từ các điểm thi sẽ trở về bến xe để đi về các địa phương thì sẽ tăng đột biến ngay tại thời điểm đó. Thì chúng tôi cũng đề nghị là nếu như hành khách, thí sinh và người nhà mà có nhu cầu đi về thì nếu như chưa có xe thì cố gắng ngồi chờ trong thời gian từ lúc buổi trưa đó và đến chiều thì lượng xe chúng tôi sẽ có đủ để giải tỏa, chứ không nên tập trung cố gắng vào một xe nào đó để nó quá tải, mà quá tải sẽ gây ra mất an toàn giao thông. Ngoài xe khách thì rất nhiều sĩ tử và người thân lại có nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa. Do đó, công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cũng đã lên phương án ngừng phục vụ hành khách đi du lịch trong dịp hè để dành toa phục vụ cho thí sinh đi thi, cũng như giảm 10% giá vé cho thí sinh và người nhà khi lên thi đại học. Tất cả các cái toa xe để phục vụ hành khách là được huy động tối đa. Đấy, thế thì tất cả các cái đôi tàu trên các tuyến đều được lập thêm. Và trước hết là tất cả các cái tàu đang chạy bình thường là nối hết chiều dài đoàn tàu. Hiện nay là tại công ty khách Hà Nội là chúng tôi là có rất nhiều điểm bán vé. Vì cái hệ thống bán vé của đường sắt hiện nay là đang bán vé là trên hệ thống bán vé điện toán. Tức là tất cả các phương án bán vé của tất cả các tàu đi tất cả các cái ga đều được đưa lên trên mạng. Thì chúng tôi khuyến cáo rằng là thứ nhất là các cháu mua vé là ra ga mua vé. Thứ hai là mua tại các cái đại lý mà đường sắt Việt Nam đã như vậy là tổ chức. Để tránh tình trạng gian lận vé, có vé ép giá trong những ngày cao điểm, mọi người nên vào ga, vào bến mua vé. Tình hình tàu xe vào dịp này được đánh giá là không căng thẳng. Tuy nhiên, các sĩ tử và người nhà cũng nên lựa chọn cho mình thời gian đi lại hợp lý, tránh khung giờ cao điểm, gây khó khăn cho chính mình và tránh tạo điều kiện để phát sinh ra những tiêu cực.
Bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 6 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.